Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021, xã Giao An đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Giao An. Theo báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã Giao An khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành 42 nghị quyết, trong đó nghị quyết giám sát, 5 nghị quyết phân bổ ngân sách và quyết toán thu chi ngân sách là 10, nghị quyết phát triển kinh tế là 5, còn lại là nghị quyết miễn nhiệm phê chuẩn các trưởng ban, phó ban của Hội đồng Nhân dân. Nhìn chung, các nghị quyết đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều đảm bảo về nội dung và thể thức văn bản, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đúng với quy định của luật. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện có nhiều thuận lợi, đạt kết quả yêu cầu. Trong quá trình triển khai tổ chức, thực hiện, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân có vai trò rất quan trọng. Chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân tại các kỳ họp được nâng lên rõ rệt. Trong hoạt động có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Nổi bật là quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương. Đến nay, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ, có bước chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công việc, nhiệm vụ. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tạo khuôn khổ pháp lý và điều kiện thuận lợi để các đại biểu, các ban và thường trực Hội đồng Nhân dân tổ chức tốt các kỳ họp và hoạt động trong nhiệm kỳ. Các đại biểu đã có nhiều cố gắng nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các kỳ họp cũng như hoạt động của Hội đồng Nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân đến với cơ quan nhà nước, xem xét giải quyết, đó là những đóng góp thiết thực, quyết định nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng Nhân dân. Qua đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp và hoạt động chất vấn của đại biểu. Bên cạnh đó là công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp, qua đó đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ qua, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp và các hoạt động chất vấn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã Giao An đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân xã Giao An cần quan tâm triển khai thực hiện tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đến cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tuyên truyền vận động cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động nhân dân đồng tình hưởng ứng đối với các công trình dự án được triển khai trên địa bàn, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Giao An cũng đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân xã.